Hello mọi người ơi, thì hôm nay rất là may mắn, một ngày rất là đẹp trời, ngày cuối cùng của chiếc thuyền sẽ ở đây. Và sau cái ngày này, ngày mai chồng Ngọc sẽ chạy đi tới cái chỗ kia ở đằng bờ, bên bờ Hạnh Phúc kia, để đưa thuyền đi vào cái chỗ nhà kho cất. Hôm nay ra đây không biết mua gì ăn, mua gà KFC ăn mọi người ơi, lâu quá không ăn gà KFC. Ok, để coi Ngọc mua cái gì nha mọi người nha. Nhiều lắm, nhiều lắm. Cái này là gì? Bơ đờ nè. Ui, quá trời luôn. Yeah, đây là một cái phần bán gà KFC. Một phần này bán là cỡ khoảng 12 cái. Đồ. Wow, các bạn coi nè. Đã không các bạn? Rồi cái này là gì đây? À, cái này là bánh, còn cái này là khoai tây chiên. Còn trong đây là cho gì đây? Oh, mashed potato, làm khoai tây nghiền, với lại mac and cheese là cái món mà chay thích đó cô chú đó. Hôm nay ôi trời đẹp quá mọi người ơi, sẽ ăn ở ngoài đây ha, mọi người cùng theo dõi cái video clip này nha. Hello Audrey. Audrey đang lấy thuyền ở ta. Hi Audrey, are you riding the boat? JD, hola Audrey, have a seat and eat your banana nut bread. Tội nghiệp không? Đây nè mọi người. Đó, ngon lành chưa? Đây là, chưa kìa, coi kìa. Đại ca ra kìa. Hi chị. JD, you gotta say hi. Ok, Audrey ngồi lên ăn nè. Let's eat, guys. Let's eat. Ok, let Audrey sit next to Jade. Audrey had to sit next to Jade, ok? Ok, then you guys... Audrey, sit over here. Sit over here. Rồi, để cho Audrey ngồi kế chay đi. Ok. Ok. French fries, ok. Get more plates for them, daddy. Ok, cái này... Audrey, go get them Halloween plate. Oh, from the title. Yeah, okay. Con muốn french fry phải không? Để mẹ. Ủa, con phải ngồi cao lên chứ, sao con ngồi thấp vậy? Ngồi cao lên. Đúng rồi, Audrey. Okay, this is your Audrey. Thank you. Từ từ chị Hai, em cho chị Hai liền. You have a whole one, okay. Here you go. Ôi giời ơi. Rồi đó. Rồi, share to Audrey too. Mommy. Rồi, ăn đi. Is it good? Yeah, good. Chay và chừa cho mẹ với ba chứ con ăn uống gì. Ngon lắm. Ăn thì mà không có chừa ba mẹ gì hết. Oh no. Here, Audrey, you want some chicken? Yeah. Yeah, I don't know what you like. I'm gonna give you a drumstick. No. No? Oh. Here's your french fries. Ngon chay. Trời ơi, sao có french fries gì mà nó mặn dữ trời. Mà không có thích cái gì đó. KFC là chỗ đó sao cái gì làm cũng mặn hết á. Quá mặn mà luôn á. Đi đâu hả? À? Where you going? Oh, you gonna close it up? Okay. Rồi, good job. Rồi, mình ngồi đây. Mommy, I need to help. Oh, you need my help? I'll help you. Okay, để bồng lên cho. Ôi trời ơi, bồng ai rồi chắc. Okay. Trời ơi, nó nói mẹ ơi giúp Audrey ngồi lên có được không? Rồi, ăn đi, let's eat. Guys, eat. His daddy, right? Okay. Here's your plate. Okay, JD. Rồi, thẳng vô, ăn, mời cô chú chưa? Hello mọi người. Đó, hôm nay mọi người thấy ăn uống đông đủ không? Mời mọi người cái đùi nha, hình như cái nó không có được sáng cho lắm nhưng mà mình thấy được hết nguyên nguyên đám.
Trời, tưởng tượng mua một bàn ăn của Ngọc mà có bốn người. Dạ, mama xin ơi. Mama đâu? Mama xin ơi. Rồi. Bây giờ. Học tưởng á là chỉ về có Ngọc với lại chồng Ngọc thôi. Hai ngày hai đứa này chạy tới luôn. Oh, you like her mama? Hi Jay. Hi Audrey. Hi guys. Hello. Hello. Jay nó nói I like your mama, có nghĩa là nó nói chung, nó nói là Audrey ơi, tao thích mẹ mày. Mình thích mẹ của bạn. Đâu ạ? Where you going? Where you going, Audrey? I'm killing fish. Oh. You see what? Cua cá. Okay. Whatever. Whatever. You're so sassy, Jay. Đó, hai đứa nó giờ không có ngồi nữa coi được không? Be careful guys. Cái này mệt cái ghê luôn á. Ăn cái này á, Ngọc chấm với lại cái ketchup á, nó ngon hơn. Cái tương ớt của Chinh Su mình nó ngon hơn. We should go on an evening when it's dark. Wear sweaters. This is extra crispy. Extra crispy is always extra good. Big chunks, huh? Nguyên một cái phần nữa. Hello. Ngọc mua hết 35 35 đô. Cái gì vậy? What's wrong? Don't do that. What's daddy? Đó, giờ tụi nó lại cái đằng cái chỗ này nè. Đó, giờ phải quay qua đây cho cô chú thấy tụi nó chơi. Cho nó vui. We got some extra mac and cheese or not mac and cheese, but oh, that's mac and cheese under the extra gravy. Vui không? Vui không? Hai đứa chạy sau lưng. Baby. Yeah. Beautiful day. Yeah. Oh. Vui trong lít tua. Trời ơi trời. Đứa nào bốc đèn? Phú đề à. Yêu đế. Audrey. Trời ơi, Audrey bóp càng tin tin. Thôi tụi nó chơi chẳng xong. Audrey. Jay ơi, con nói chuyện nhẹ nhàng thôi. JD, don't yell at your friend. Nói chuyện nhẹ nhàng thôi con. JD's gonna hide. Audrey bóp càng quá. Jay trốn dưới bàn luôn. Không có lan à. Cô chú lo nhìn hai đứa nó không gì nữa. JD be careful. Thì có hôm nay là cái ngày cuối cùng mà ăn trên tàu trước khi chia tay tạm biệt mùa hè. Mấy bạn sẽ nhớ với tàu này lắm đúng không? Audrey. Sẽ tới lúc phải trú đông nữa rồi mọi người ạ. Wow, lâu quá không có nước rin pop, rin pop ở trong nhà. Hi Audrey. Audrey dễ thương ha. Rin pop ở trong nhà, ở đây chưa có con chút nữa vô nhà mới cho you như chưa. You like cheese? Like Audrey? Để con ăn cái miếng nào cho đỡ đỡ. Ủa, chồng Ngọc ăn. Chồng Ngọc ăn khoảng có hai cái cánh đâu mà sao Ngọc thấy hai cái cánh đâu hết trơn vậy? What's that? Did you eat the wings? There was no wings. There was just two. No, it was one wings. Just two drumsticks. No, three drumsticks. There was a wings.
Ủa sao nãy nhớ có here's a wing, right? Hả? Nãy nhảy nhớ có cái cánh mà sao giờ không thấy cánh nào đâu, Ngọc đâu có ăn cánh nào đâu, chồng mà Vinh cũng ăn cái nào luôn, giờ mất tiêu rồi. Mấy cái chỗ này thịt không luôn á. Đây nè. Nãy 33 đô Ngọc nói là chắc là 700 ngàn. 700 ngàn mà vậy là nhiều đúng không các bạn? Rất là nhiều luôn á ha. Một là 10, 12 miếng giống y chang như vậy nè. Rẻ ha, vậy là rẻ đó. Ngon. Hồi sáng Ngọc có livestream á, hỏi mấy bạn là Ngọc đang ăn cái gì á. Ngọc suy nghĩ hoài cho tới nửa tiếng hồ trước mình cũng chưa biết ăn gì. Thôi đi mua gà rán cam xe vậy. Gà rán. Trong cái gà rán cam xe á, Ngọc thích ăn nhất á là cái cơm truyền thống á, rồi cái cơm một cái súp á, ngon luôn. Anh bạn cũng thích đó nữa. Tới giờ mỗi lần đi ăn cà phê anh cũng chỉ ăn cái đó, và Ngọc cũng chỉ ăn cái đó. Ok, salut. Salut, cheers. No, no. No, what are you guys doing? I got to eat your tea from mommy. Yay. Yeah. Every the right same way. Adri phải bóp kèn. Stop. Stop it. Tội nghiệp. Audrey. Stop. Tội nghiệp. Ba mẹ. Okay, so. Ngài ở với mẹ, ngài ở với ba. Tội nghiệp. Jenny's a special one. Why? Because it's the way she acts. She acts like a little. Very mature. Rồi cho cá ăn chi hả con? It's good that she got somebody her age, just because she can realize that. How old she is? Yeah, no, just whatever. Everything that she does like has consequences. Oh. I hope you just hope for her to realize how old she is. No. I don't really like the extra crispy. It's just extra greasy. Really? Mommy. Cái miếng này nè, gọi là cái banana bread. Hôm qua đi qua nhà thím á, xong rồi thím làm, xong rồi thấy thím đem về cho nguyên ổ luôn nè. Ở trong đây có walnut với lại banana bread, có nghĩa là hả? Cái miếng này là bánh giống như bánh chuối nướng của Việt Nam mà nhà đó, rất là thơm mùi chuối. Mà có cái walnut là cái quả ốc chó trong này nữa đó, ngon lắm. Cắn vô cái là nó thơm mùi chuối rồi nó xốp. Rồi nó có cái quả ốc chó nhai rất là ngon trong miệng. You know where I like it the best? Starbucks. Ngọc hỏi chồng Ngọc là biết Ngọc thích chỗ nào mà làm banana nut bread này nhiều không? Chồng Ngọc nói Starbucks. Oh my gosh, Jenny. She's like leaning. Is that your mama's car? What's that? JD. It's okay, she's not gonna touch it. Oh, well, I am full. You want some? Oh, no, thank you, I'm full. Now you're full? I had the banana nut bread as dessert. Ngon quá. Đây mọi người ơi, bây giờ thì đã dọn dẹp sạch sẽ xong hết rồi. Bây giờ sẽ đi thuyền, có mời mẹ của Audrey đi thuyền chung nữa. Cho có hai đứa vậy. Chịu không nổi với hai đứa này luôn á. Hello. Chịu không nổi, chịu đời không. Đời không thấu với hai đứa này. Ok, have a seat. Have a seat. Have a seat. Sit down. Right here. Yeah. Let me take my. Ok, hold on, let me untie. Yeah, just, yeah. Không phải chạy mà đứng kìa. Jay, look at Audrey, mom. Audrey, look. Whatever. Oh my God, JD.
mẹ của Audrey muốn chụp hình hai đứa mà kêu chay nó nhìn vô camera nó nói whatever. Trời ơi trời, whatever có nghĩa là mệt quá sao cũng được vậy đó. Thôi nó chịu đời nổi với nó không, whatever. Sao bà già quá bà trời ơi. Chị đi quá vô su. What? Wow, ai trai chị nhìn vé đi ngầu. So cute, I can't. Ai trai nhiều lúc nó la mà tự nó khóc luôn. What? It's a beautiful day today. Yes, oh my god. What? JD, that's Audrey water. Đây là mọi người ơi, ngắm cảnh trên dòng sông của Ngọc nha. Thêm một lần nữa. Đây nè mọi người ơi, thì sau khi mà chơi tàu xong thì bây giờ cả gia đình đã vô tới nhà rồi. Coi. Có hai đứa nó chơi kìa. Chơi nó làm hồi chắc sụp cái tàu đậu đài quá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip này nha. Hy vọng là mọi người like cho cái video, bấm nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo của gia đình. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người. Chơi chơi bye bye cô chú không chơi? Say bye bye. Chơi đi, say bye bye. JD, stop. You're going to break it. Làm hồi lên sập lâu đài tôi luôn.